Vừa qua, chương trình tri ân Thương phế binh Việt Nam Cộng hòa đã tiếp nhận nhu cầu cho tình nguyện viên đến khảo sát và đã sửa nhà cho 3 trường hợp và xây mới cho 1 trường hợp tại 2 tỉnh miền Trung, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Ông Thương phế binh Huỳnh Văn Cầu, số quân 66-201-484, xin hỗ trợ sửa nhà vì nhà đã cũ và mục nát. Ngôi nhà của ông có kích thước ngang 6m và dọc 6m. Hiện ông đang sống với vợ tại xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Xin kính chào quý vị. Xin giới thiệu với quý vị, tôi là linh mục Du Xe Đinh Hữu Thoại dòng chú Cứu Thế, hiện đang phục vụ tại Quảng Nam. Hôm nay tôi đến thăm gia đình chú Thương phế binh. Chú Thương phế binh ở xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Nhân dịp chương trình tri ân Thương phế binh Việt Nam Cộng hòa đến thăm và hỗ trợ chú một chút quà nhân dịp chú sửa lại căn nhà chú đang ở. Thì sau đây chú sẽ có đôi lời giới thiệu cũng như đôi lời cảm ơn đến chương trình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tôi tên là Huỳnh Văn Cầu, hiện ở tại xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Con nhập ngũ vào quân lực Việt Nam Cộng hòa ngày 2 tháng 1 năm 1964 và bị thương ngày 30 tháng 12 năm 1965, hiện điều trị tại Tổng Y viện Duy Tân, bị thương nặng cắt cụt chân phải trên đầu gối, giải ngũ ngày 17 tháng 1 năm 69. Hôm nay con tu sửa nhà cửa bị hư hại, đã được bên dòng chú Cứu Thế và văn phòng công lý Hòa Bình giúp đỡ cho con một khoản tiền. Con xin thành thật cảm ơn quý vị và xin cảm ơn những người mạnh thường quân đã giúp đỡ cho con. Con trân trọng cảm ơn. Con xin hết. Con xin bổ sung là số quân con 66-201-484 nhập ngũ vào đi lính vào quân lực Việt Nam Cộng hòa thuộc sư đoàn 2 bộ binh. Con xin chú có thể nói đôi nét về cái căn nhà cũ của chú xây năm nào, rồi đến nay nó hư hại như nào, tu sửa như dạ dạ dạ. Con xin nói về gia đình là căn nhà của con xây dựng năm 1987, đến nay đã 30 mấy năm, hiện tại đã hư hại nặng, nếu để lại thì sẽ sụp đổ hoàn toàn, vậy con phải sửa lại toàn bộ. Gia đình con rất khó khăn, vậy nay con đã làm sao mà được ân trên đã giúp đỡ cho con. Con xin thành thật cảm ơn. Ông Thương phế binh Võ Dự, sinh năm 1947, số quân 522-947, hiện sống tại xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Ông bị tai biến nhiều năm trước, sống với vợ trong căn nhà gỗ mái ngói sắp sập. Ông bà xin xây căn nhà cấp 4, kích thước ngang 3m. Ông bà tận dụng một vách tường nhà con trai để làm vách chung. Xin kính chào quý vị. Tôi hiện nay đang ở nhà của ông Thương phế binh Võ Dự, sinh năm 1947, số quân 522-947. Vâng. Ông đã bị thương trong chiến tranh và bị mất chân trái gần háng, và cách đây 8 năm ông bị tai biến. Ông bị tai biến cho nên bây giờ giọng nói của ông không có được rõ. Hai ông bà sống trong cái căn nhà phía sau cái căn nhà đây rất là cũ nát và gần như sập. Cho nên thời gian vừa qua thì ông bà đã nhờ thợ để làm cái căn nhà này dính liền với căn nhà con cái của ông bà.
để an dưỡng tuổi già. Thì căn nhà này cái bề ngang là 3 mét và bề dài là 11 mét cho nó bằng với cái nhà hiện hữu bên bên phía tây tay trái của tôi. Đó. Nên hai ông bà sống ở trong cái căn nhà này, trong đó có phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp. Vâng. Nhà vệ sinh thì dùng chung với nhà vệ sinh của nhà của con cái ông bà. Đó, thì hôm nay ông bà đã hoàn tất cái căn nhà này với chi phí là khoảng 46 triệu, đó, hoàn toàn mới hết. Nên chương trình tri ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa sẽ hỗ trợ cho ông hoàn toàn, vì hoàn cảnh của ông bà neo đơn, con cái cũng không có khá giả gì lắm, nên xin hỗ trợ cho ông. Ông có ông hay bà có muốn nói đôi lời với chương trình tri ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa của dòng chú Cứu Thế Sài Gòn và các nhà hảo tâm trong cũng như ngoài nước, những người đã còn nhớ đến các chú Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa một thời, nay đã sống trong cảnh ta thương tật cũng như già yếu và nghèo khổ nữa. Thì chắc là giọng ông bị tai biến khó nói, nên bà có đôi lời với chương trình nhé. Thưa quý vị, tôi là chồng tôi là bị hồi nó là thương phế binh, trừ thì ông bị tai biến, trừ ông nằm chỗ là mười mấy năm rồi, trừ thế gia đình tôi là cũng khó khăn, trừ điều kiện con cái thì có ít, thì kinh tế hắn cũng không có gì dồ, thành cho nên cũng không có giúp đỡ cho mẹ được. Thành tôi cũng lên nhờ trên nhà thờ giúp đỡ cho gia đình tôi được cái căn nhà để vợ chồng tôi sống qua ngày. Rất cảm ơn hết tất cả. Vâng, xin cảm ơn bà phu nhân của ông Thương Phế Binh Võ Dự. Hiện nay ông sống ở xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Xin chân thành một lần nữa cảm ơn quý vị lắng nghe, và nhất là cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến quý nhà hảo tâm trong cũng như ngoài nước đã ủng hộ, hỗ trợ cho chương trình tri ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa của dòng chú Thế Sài Gòn, phòng công lý Hòa Bình. Xin chân thành cảm ơn. Ông Thương Phế Binh Phạm Thơ với số quân 66-202-866. Hiện sống tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Thơ bị cụt hai chân, nhà cửa bị dột nát cần sửa chữa trước mùa mưa năm nay. Chương trình tri ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa đã chi trả toàn bộ chi phí sửa nhà cho ông, kể cả nhà tắm và nhà vệ sinh bên ngoài nhà chính. Ông Thương Phế Binh Nguyễn Văn Hùng với số quân 69-205-826, hiện ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Xin sửa nhà chính và nhà bếp. Nhà chính của ông có kích thước 4x6m, cần thay mái tôn vì cây đỡ ngói đã mục. Sau đó, ngói nhà chính sẽ mang xuống làm nhà bếp với kích thước 2m x6m. Một trường hợp được hỗ trợ xây nhà khác là ông Thương Phế Binh Võ Trúc, nhà ở huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Ông là lính biệt động quân, bị thương năm 1972, dập lá lách phải cắt bỏ. Hơn 40 năm qua, sống vất vả đủ nghề để mưu sinh và gánh vác gia đình. Mãi tới hôm nay, con cái ông lo phần lớn kinh phí xây nhà mới cho ông bà và con cháu. Văn phòng công lý và hòa bình đã ủng hộ một phần kinh phí giúp ông. Là rõ chú, sinh năm 1943, quê quán Tiên Cảnh, Tiên Phước, Quảng Nam. Số quân là hồi nữ là ca nhỏ tuổi, thành cho nên 68 trên 214, 747. Giờ chú đi lính như nào, chú kể cho. Đi lính năm Sa Lam,
đây là biệt động quân, biệt động quân biên phòng. Cứ bị thương năm nào? Do bị thương ngày 25 tháng 7 năm 72, mổ bụng cắt lá lách. Cái vết thương nó để lại cho chú cái gì chứng gì? Cái vết thương để lại cho là có những giò lãng yếu, đi lộn được. Chú không còn lá lách? Dạ, không có lá lách, năm nay 46 năm rồi. Không có lá lách? Dạ, cắt bỏ lá lách mất. Ngày 25 tháng 7 năm 72. Rồi cái căn nhà mà chú ở xưa nay đó là tình trạng nó như thế nào? Căn nhà này thì cũng vì giải phóng rồi tự lập là một năm 79. Rồi đến trận thân với nhà dưới rồi trên nhà này rộng cửa lại còn cái nhà. Cho cái nhà tên để lại là thờ phụng ông bà. Đây là cái căn nhà của ông Thương Phế Binh Võ Trúc. Nhà cũ từ năm 79 đến giờ. Mới sơn sửa lại sơ sơ. Chương trình tri ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa do Văn phòng Công lý Hòa Bình thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn phụ trách xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã tin tưởng đồng hành với các linh mục phụ trách chương trình nhân đạo này để việc tri ân quý Thương Phế Binh được tiếp tục.